Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Mỹ đang tăng cường an ninh cho đại sứ quán ở Iraq sau khi triển khai một tàu sân bay và một số tàu chiến tới vùng vịnh. Quyết định này được đưa ra giữa lúc các chiến binh Hồi giáo Sunni đang đe dọa tiến vào Baghdad sau khi chiếm giữ một phần lớn Iraq. Mỹ cho biết có thể điều máy bay không người lái tấn công để ngăn đà tiến của những chiến binh. Hỏa hoạn đang hoành hành ở rừng quốc gia Sequoia tại miền Bắc bang California. Hơn 500 người dân đã được sơ tán. Nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu để kiểm soát ngọn lửa, trong khi sức gió lên đến hơn 30 km/h, làm cho lửa bừng lên lớn hơn. Cuộc tuần hành của người đồng tính diễn ra vào cuối tuần qua ở trung tâm thành phố Portland, bang Oregon. Các cặp đồng tính giờ có quyền kết hôn sau khi thẩm phán bác lệnh cấm hôn nhân đồng tính vào tháng trước. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.